Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta sẽ được tiếp tục quay trở lại với những hình ảnh tại sân bóng Khánh Hải, huyện Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình. Ngày hôm nay sẽ là những trận thi đấu tiếp theo của giải bóng đá Yên Khánh League năm 2023, và đó sẽ là những trận thi đấu cực kỳ hấp dẫn trong vòng đấu cuối cùng của giải đấu này. Các đội bóng sẽ cố gắng tăng tốc để có được sự về đích hoàn hảo nhất và hướng tới những vị trí tốt ở top trên. Họ là những đội bóng đang rất muốn giành chiến thắng. Họ sẽ là có điểm hoặc là giành chiến thắng để tự có quyền tự quyết dành cho mình. Họ nhà tài trợ Kim Cương Victoria Beauty cùng với các nhà cơ hội dành cho Khánh Hòa. Quá tuyệt vời, một cú dứt điểm quyết đoán. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy được sự hiệu quả hơn đến từ khâu dứt điểm của Khánh Hòa, và người đã ghi bàn đó là Phạm Văn Kiên. Và những tín hiệu như thế này thì đội bóng Bình Minh đang rất hy vọng về cơ hội trụ hạng của mình nếu như họ giành chiến thắng trước Khánh An. Với cường độ thi đấu hết trận đấu, nhưng họ đã có sự khởi đầu tuyệt vời, vẫn còn những cơ sở để cho những đội bóng khác có thể lật đổ. Quá nguy hiểm, một tình huống phá bóng bỗng nhiên trở thành một cú dứt điểm bóng đập cột dọc. Cơ hội dành cho Văn Toàn, quá đẹp mắt đến từ tình huống làm bóng của Văn Toàn. Vừa rồi là đường chuyền của cầu thủ áo số 18 Hoàng Hưng, căng ngang rất nguy hiểm. Khoảng trống dành cho Minh Chiến, hơi vội đẩy bóng thêm một nhịp nữa, hoàn toàn có thể là một khoảng trống mất bóng. Quá nguy hiểm, nhưng đó là Văn Toàn, quá hay. Ở giai đoạn lượt đi thì Khánh Cường chính là đội bóng để lại dấu ấn nhiều nhất, và đây là Trần Nghĩa, cầu thủ có khả năng dứt điểm rất tốt, không vào. Trần Nghĩa sau hai cú đá với lực rất mạnh thì Trần Nghĩa đã có được khoảnh khắc dành riêng cho mình, một cú ra trận hết tầm trần và quá khó cho thủ thành Văn Hóa. Tỷ số là 1-1, mọi thứ đã dễ thở hơn dành cho Khánh Cường. Rất ấn tượng về những gì mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Bóng đổi hướng bất ngờ, nhưng đó là một phản xạ tốt. Các thủ môn trẻ của chúng ta giải đấu năm nay cũng đã tiếp tục cho thấy được sự trưởng thành và tiến bộ. Nhưng thưa quý vị, đó là lão tướng Văn Toàn, quá bình tĩnh. Những vòng đấu vừa qua thì Văn Toàn kém duyên bao nhiêu thì vòng đấu này anh đã có duyên rồi, quên đi tình huống phản lưới nhà ở vòng đấu trước. Và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho Khánh Hòa, và đặc biệt đến từ lão tướng Văn Toàn. Dứt điểm, không vào. Điểm hai đã được bắt đầu. Đây là cú dứt điểm tiếp theo, tình huống ra chân của Lê Trung Đức. Từ Hải bóng đi chìm. Dứt điểm quá đẹp, chọc khe. Rất tiếc cho Từ Hải, và đây là Trần Nghĩa vẫn không vào. Văn Thao, cảm xúc tuyệt vời đã mang lại cho cầu thủ Khánh Cường với những cú dứt điểm liên tục, và người được lựa chọn vẫn là Từ Hải. Mặc dù trước đó thì Trần Nghĩa cùng với Văn Thao là những người đã ra chân dứt điểm. Vẫn là những diễn biến mà hai đội chơi với tốc độ cao. Nguyễn Đức tung ra thêm một cú bắn phá tiếp theo của Nguyễn Đức, có thể dứt điểm, không vào. Rất tuyệt vời đến từ Văn Hóa. Văn Thao rất hợp lý. Khánh Cường đã có được bàn thắng thứ ba của mình, họ đã vỡ hòa cảm xúc. Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của họ rồi. Lúc này họ đã lần đầu tiên vươn lên ở trong trận đấu. Rất có thể họ sẽ có cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng khi khép lại giải đấu này. Không hề có lỗi. Nguy hiểm, rất bất ngờ. Quá nguy hiểm. Và món quà dành cho Khánh Cường. Nguyễn Đức. Cơi không vào. Cho rất nhiều những điều tiếp theo để xét tới vị trí hạt giống. Có lẽ chẳng đối với Khánh Cường họ cũng hoàn toàn hài lòng. Cơ hội đây rồi, hoàn toàn có thể ghi bàn.
Văn Thao có thể cải thiện thành tích ghi bàn. Văn Thao có thể cải thiện thành tích ghi bàn. Hãy cùng chờ đợi, nhưng đó lại là một pha ghi bàn rất bất ngờ của các cầu thủ bên phía đội bóng Khánh Cường, đó là Trung Đức. Chúng tôi đã nói Văn Thao hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với đồng đội, đối thủ khác, nhưng đó là một pha ghi bàn của Trung Đức.